Thì nói tới Fed ngày hôm nay đó thì sau cuộc tháng 9 đó, chúng ta đã thấy là Fed đã chia sẻ thực ra là bốn điều mà thường chỉ chia sẻ có ba điều trên những mạng so mà thôi tại vì điều thứ tư đó nó sẽ dễ hơn khi mà thuận giải thích với các bạn hơn là đánh chữ thì chúng ta thấy được là ba điều mà những bài nào mà xem tin tức cũng đã chắc nắm được rồi và ba điều này thực ra mà nói là nói rồi cũng như là không nói tại vì những điều này là những điều mà chúng ta cũng đã nghĩ ra được rồi thứ nhất đó là Fed nói Fed như là cuộc dù trưởng quan của Hoa Kỳ nói là sẽ tiếp tục giữ lãi suất là gần bằng không phần trăm thì lãi suất của fed đó, chúng ta thường hay gọi cho đơn giản là không phần trăm nhưng mà thật ra là từ không tới không phải phần trăm và lãi suất của fed này đó đó chính là cái lãi suất gọi là fed Fund Rate như là phí qua đêm cho những ngân hàng chứ không phải là cái phí mà ngân hàng cho các bạn mượn giống như các bạn vào ngân hàng bây giờ mà mượn tiền đó thì lãi suất sẽ không phải là không phần trăm đâu đương nhiên họ sẽ tính thêm một cái phần trăm nữa và các bạn mượn với cái phần trăm cao hơn nhưng mà hiểu đơn giản lãi suất là một cái phần rất là quan trọng của cuộc dự trữ liên bang của Hoa Kỳ có nghĩa là Fed thì Fed từ năm ngoái khi mà dịch bệnh đã bắt đầu lan rộng ở Hoa Kỳ thì lúc đó Fed đã quyết định hai lần liên tục là giảm lại sức xuống là cái mức bây giờ đó là 0 đến 0,25 sau khi giảm hai lần tới mức này thì các bạn thấy là hơn một năm qua không có sự thay đổi và nhiều người hy vọng là phép tiếp tục giữ lãi suất thấp tại vì sao? Tại vì lãi suất thấp đó là không ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà ảnh hưởng gián tiếp với cái phần trăm lãi suất mà các bạn mượn từ ngân hàng. Giống như là lãi suất càng thấp thì ngân hàng sẽ cho các bạn mượn càng thấp, hiểu đơn giản là như vậy. Và người dân mượn tiền với lãi suất thấp là sẽ tốt cho nền kinh tế, vì sao? Tại vì người dân sẽ dùng cái số tiền mượn đó để họ đi thu mua tài sản, có nghĩa là đi thu mua những thứ như là bất động sản đi thì họ có thể là tạo quen việc làm dẫn đến là ngân hàng cũng có thể kiếm được tiền vân vân thì người dân càng tiếp cận được với càng nhiều tiền lãi suất thấp thì càng tốt cho cái nền kinh tế đó là lý do tại sao mà Fed tiếp tục giữ lãi suất ở 0% đương nhiên bây giờ càng ngày càng nhiều người ở Fed nó nghĩ là năm 2022 thì mới tăng lãi suất nhưng mà chúng ta thấy là tới đâu hay tới đó tại vì mỗi một quý chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là thông tin từ Fed đến là như thế nào Thứ nhì là Fed đó, hy vọng là sẽ bắt đầu giảm mua trái phiếu hàng tháng sớm. Đây là cái từ rất quan trọng. Sớm ở đây có nghĩa là chúng ta không biết khi nào tùy theo tình hình. Fed nói là nếu như tình hình tốt thì có thể là sớm hơn. Nhưng mà các bạn thấy là Fed tiếp tục hù mọi người liên quan tới khi nào mới không à, tiếp tục mua trái phiếu nữa hay là giảm cái số lượng trái phiếu mua. Bây giờ đó hàng tháng mỗi một tháng Fed bơm vào trong thị trường là 120 tỷ đô la thì con số này dùng làm gì? Thứ nhất là mua công trái phiếu như là trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ. Thứ nhì là một phần số tiền này dùng để mua những cái trái phiếu khác trong đó chúng ta có những cái trái phiếu liên quan tới thế chấp bất động sản. Và đây là cái tình hình tôi đã chia sẻ trước đây, một trong những lý do mà nhiều người tin tưởng tại sao thị trường bất động sản tăng cao là tại vì Fed cứ bơm tiền vào để mà thu mua những cái nợ này. Nhưng mà chúng ta thấy là cái con số 120 tỷ là một con số rất là kinh khủng Chúng ta thấy được là con số này là mỗi một tháng là Fed bơm vào trong thị trường Trong khi chúng ta nhìn lại tình hình của thị trường crypto đi Bitcoin tính riêng là chúng ta thấy là tổng số vốn hóa chỉ có 822 tỷ mà thôi Và trong khi Fed một tháng mỗi tháng đã bơm vào trong thị trường Tổng cộng là chúng ta thấy là 120 tỷ rồi Các bạn thấy là cái con số này còn nhiều hơn là tổng số vốn hóa của Cardano đồng đứng hạng thứ ba Bây giờ chỉ là 72,1 tỷ mà thôi Có nghĩa là chúng ta thấy Fed bơm cái số tiền gần như gấp đôi Vốn hóa của Donald mỗi tháng vào trong thị trường Các bạn có nghĩ như vậy các bạn sẽ hiểu được Tình hình mà Fed bơm tiền để mua trái phiếu nó kinh khủng như thế nào Và chúng ta thấy là bây giờ họ nói họ sẽ từ từ giảm xuống Nhưng mà tùy theo là tình hình Cũng như là chúng ta thấy là tiếp tục hù mọi người mà thôi Cuối cùng cũng không có tin tức gì à, chính thống hết Nhưng mà đây là chúng ta muốn thấy Chúng ta muốn thấy Fed tiếp tục cứ nói những cái câu nói không rõ ràng như vậy thì nó sẽ tốt hơn là nếu như fed một ngày nào đó lại chia sẻ là sẽ cắt cái phần này hay là tăng lãi suất các bạn thấy được là những gì mà chủ tịch Trump powell thường nói đó là giống như là cho mọi người có sự chuẩn bị gì đó hôm nay chúng tôi chưa đâu nhưng mà chuẩn bị đi một ngày nào đó là có thể như vậy để cho mọi người đừng có quá bỡ ngỡ khi mà fed cho quyết định là giảm cái phần trăm mua trái phiếu xuống hay là phần trăm lãi suất tăng lên vân vân điều thứ ba nữa được nói tới đó chính là Fed và cái dự tính cái này là chuẩn đoán mà thôi là kinh tế của năm nay ở Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng chậm hơn nhưng mà lạm phát sẽ tăng cao hơn thì chi tiết như thế nào chi tiết các bạn thấy được là GDP có nghĩa là tổng sản lượng quốc đội của Hoa Kỳ đó thì bây giờ Fed chứng đoán là năm nay là 5,9% so với lại trước đây hồi tháng 6 đó cái đây chỉ hai tháng thôi họ chẩn đoán là tới 7% mà lần có nghĩa là cái sự tăng trưởng nền kinh tế nó sẽ giảm xuống thì bây giờ đối với Fed thứ nhì nữa là liên quan tới lạm phát thì lạm phát hiện bây giờ đó lạm phát mà tính căn bản đó hay gọi là core inflation thì lạm phát chính đi thì họ bây giờ đó chuẩn đoán là sẽ tăng lên tới cái mức là 3,7% năm nay trong khi mà trước đây à, họ chỉ nói là 3% mà thôi nghĩa là lạm phát đã tăng hơn là cái sự chuẩn đoán của Fed và đó là lạm phát các bạn thấy là lạm phát mà chính căn bản anh thôi nếu chúng ta tính luôn lạm phát liên quan đến thức ăn và năng lượng hai thứ thiết yếu của con người thì các bạn thấy là lạm phát lên tới 4,2 phần năm nay chẩn đoán và cái số lượng này cao hơn là cái số lượng mà tháng 6 chẩn đoán rất là nhiều là 3,4 phần chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát thì tăng nhưng mà chúng ta nói tới nền kinh tế thì họ lại nghĩ là sẽ giảm sự tăng trưởng xuống đây là điều thứ ba được chia sẻ bởi Fed và thường cũng đã chia sẻ với các bạn là nói chung thì tình hình cũng không gì đặc biệt Fed tiếp tục cảnh báo về tăng lãi suất và giảm mua trái phiếu một ngày nào đó cuối năm 2021 2022 không ai biết được chúng ta thấy được bây giờ vẫn không rõ ràng nhưng mà Fed tiếp tục là hù mọi người mà thôi đó là tình hình của ngày hôm nay thì chúng ta thấy được đây cũng đã đỡ hơn là chúng ta nhận được những thông tin xấu cho nên Thuận vẫn tiếp tục là chào đón những thông tin như thế này Phép đừng nói gì hết là tốt nhất đối với Thuận ở thời điểm hiện tại Chúng ta nhìn vào một điều khác nữa mà được chia sẻ có thể là nhiều bạn thấy khó hiểu Đó chính là họ nói tới những thứ như là repurchase hay là repo Hay là nhiều người nói là reverse repo, nghĩa là repo ngược lại Thì cái số lượng tiền này đó họ đã tăng lên mỗi một ngày có thể lên tới 160 tỷ À, chúng ta thấy được trước đây chỉ có 80 tỷ mà thôi nhưng bây giờ họ tăng lên mỗi ngày của Fed có thể lên tới là 160 tỷ thì điều này là như thế nào cái, uh, repurchase là gì repurchase hiểu đơn giản đó, đó chính là tôi thích một cái đơn giản là cái hợp đồng mua bán lại hợp đồng mua bán lại như thế nào thì hợp đồng mua bán lại đó hiểu một cách đơn giản là giống như là các bạn là một ngân hàng đi thì chúng ta thì được là ngân hàng đó thì uh, lúc nào thì ngân hàng nó cũng không có cân bằng có ngân hàng thì có quá nhiều tiền nhưng mà không có nhiều tài sản có ngân hàng thì có nhiều tài sản nhưng mà không đủ tiền mặt và mỗi ngân hàng đó thì họ đều có những cái luật là họ phải lưu trữ bao nhiêu tiền mặt ở trong ngân hàng bao nhiêu tài sản cho ngân hàng vân vân thì mỗi một ngày đó khi mà ngân hàng không được cân bằng có nghĩa là một ngân hàng thì cần tiền ngân hàng kia thì lại dư quá nhiều tiền thì họ có thể là có những cái hợp đồng ngân hàng này đó sẽ Gửi một số những tài sản Nó gửi nhưng mà thật ra mà nói Họ chỉ lưu lại trong cái à, cuốn sổ kế toán mà thôi Một số những tài sản Với cái điều kiện là Bên kia sẽ lấy những tài sản này Cái điều kiện là Cái ngân hàng mà gửi tài sản qua đó Họ sẽ lấy được tiền Từ ngân hàng mà có nhiều tiền Nghĩa là ngân hàng có tài sản Đưa cái số tài sản đến ngân hàng mà có nhiều tiền Thì họ đổi tài sản đó lấy tiền Với cái sự đồng ý Là sau đó đó khi mà họ trở lại thì họ sẽ lấy đi tài sản của họ và họ sẽ đưa lại cái số tiền mà họ mượn cộng với là một cái số phần trăm lãi suất giống như là các bạn hiểu đơn giản là thế chấp hay là chúng ta có thể hiểu đơn giản như là cầm đồ vậy đó hiểu đơn giản là như vậy thì chúng ta thấy đây là cái hợp đồng gọi là hợp đồng repo và thường nên thì những cái nợ này rất là ngắn hạn trong thời gian là một ngày mà thôi hay là từ đêm tới sáng mà thôi nhưng mà trong những cái tình hình đặc biệt là những tình hình mà tất cả những ngân hàng đều cần tiền mà ở trên thị trường không có đủ tiền mặt để mà cho vay ngắn hạn như vậy thì sẽ dẫn đến là cái thị trường repo cái phần trăm là sức sẽ rất là cao điều này sẽ dẫn đến bất ổn trong thị trường tài chính cho nên những thời điểm đó đó Fed đã bước vào để mà làm trung gian họ là những người mà sẽ cho vay mượn cái số tiền đó đó chính gọi là repo thì reverse repo là ngược lại có nghĩa là cũng tương tự ngân hàng đưa cho Fed cái số lượng tài sản đó Fed cho ngân hàng vay để họ có tiền mặt để mà đáp ứng cho một nhu cầu hiện tại rồi thường là ngày mai họ trả số tiền đó lại với một số tiền lời để mà lấy lại tài sản của mình đây là cái uh, thị trường gọi là thị trường repo thì cái mà Fed nói tới đây đó là cái số lượng đã tăng lên 160 tỷ từ 80 tỷ có nghĩa là bây giờ trước đây đó thì trước ngày hôm nay thì họ nói là mỗi một ngân hàng họ chỉ có thể cho vay À, trong cái cách mình thường mới bị chia sẻ đó là 80 tỷ mà thôi mỗi một ngày nhưng bây giờ họ đã tăng lên 160 tỷ thì điều này nghĩ là gì thường chỉ có thể nghĩ một cách đơn giản nhất là nhiều ngân hàng bây giờ cần tiền mặt họ có nhiều tài sản nhưng mà lại không có tiền mặt thì điều tốt hay là xấu thường vẫn chưa có nghĩ ra nhưng mà điều mà thường thấy được là rất nhiều ngân hàng bây giờ cần số lượng tiền mặt cho nên Fed mới tăng lên gấp đôi từ 80 tỷ mỗi một ngày lên tới 160 tỷ mỗi một ngày. Chúng ta thấy đây là cái tình hình hiện bây giờ. Đây là cái điều thứ tư mà được nói tới bởi Fed mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta thấy được là tình hình thì sau khi mà Fed ra những thông tin này đó thì thị trường tài chính nó cũng uh, không có gì là quá đặc biệt. Thật ra thị trường tài chính giống như nó chỉ số Dow Jones cũng đã tăng trưởng sau khi Fed ra thông tin thì uh, chỉ số Dow Jones vẫn tiếp tục như vậy mà thôi cũng không có gì là quá đặc biệt.